Chào các bạn, quay trở lại với ông Xanh. Tùng đang có mặt tại hội chợ triển lãm ống bóc của tỉnh Sóc Trăng năm 2020. Đây là một trong những cái lễ lớn nhất của tỉnh. Hôm nay thì bên ông Xanh bên mình có một cái gian hàng nằm trong cái huyện Long Phú, tức là một cái huyện nhà. Mình dẫn các bạn tham quan thử nha. Mấy bạn đang bán hàng bên mình. Thì ngoài mật ong ra thì bên mình cũng có kinh doanh thêm mảng mật ong tắc. Thì mật ong tắc thì nó chỉ là sản phẩm từ mật ong thay với tắc. Đây đây, đây mật ong mình cắt ra nha các bạn. Đựng cái dao đây. Sợ lạ. Các bạn cắt nè. Các bạn bạn nào mà có ở Sóc Trăng thì chạy qua dùng thử mật ong luôn nha. Đó. Bạn nào mà đã subscribe cái kênh thì dùng thử mật ong miễn phí. Ăn cái cục này miễn phí nha các bạn. Thôi, chả không vậy nữa. Đây, ngoài sản phẩm mật ong đâu rồi? Đây. Đây là bên mình phân phối trực tiếp ha. Tức là sản phẩm của công ty. Ngoài những sản phẩm này thì bên mình có sản phẩm nhượng quyền. Đây là mật ong rừng sát, hiện tại đang nhượng quyền lại cho tỉnh và cho thành phố Hồ Chí Minh tại Cần Giờ. Đây huyện Cần Giờ. Nghe, cái này là sản phẩm của anh Châu. Ong rừng sát của anh Châu. Rồi, đây là sản phẩm mật ong trà vang của tỉnh Trà Vinh. Cái này sản phẩm của anh Úc Dân. Đây. Hôm rồi nếu các bạn có theo dõi cái chuỗi kênh video mình thì các bạn sẽ biết sản phẩm này luôn. Rồi, còn sản phẩm nữa là sản phẩm ong lung chàm của tỉnh Hậu Giang. Tất cả sản phẩm này là đều sản phẩm nhượng quyền hết các bạn. Rồi, đây là sản phẩm nhượng quyền. Còn riêng đối với sản phẩm của ông Xanh thì đó là một. Đây mà ông tắc là 2. Và ông organic nhỏ là 3. Sản phẩm chiến lược của công ty sắp tới sẽ là sản phẩm mật sáp. Đây, như các bạn thấy ha, mật ong này là được đàn ong xây trong những cái hộp như những cái keo thế này. Mình đem về mình chỉ đóng gói xử lý rồi xuất thành phẩm ra cho khách hàng. Còn thêm một số sản phẩm phụ nữa chẳng hạn như là mật ong bánh tổ. Như các bạn đây, mật ong bánh tổ nha. Mật ong sữa chúa. Đây, mật ong sữa chúa. Cái này là tinh chất sữa ong chúa là 10% nha các bạn. Trong đây có 10% sữa ong chúa và 90% còn lại là của mật ong. Mình sử dụng mật ong để bảo quản sữa ong chúa thôi. Rồi, đây chính là cái cầu mật. Đây một cái cầu mật. Một cái mình đi. Đây là thùng nuôi ong. Nha, đây là thùng nuôi ong. Một tầng chính và ba tầng kế. Đây chính là nhãn hàng của huyện Long Phú. Đây là tổng thể. Đây chính là kệ hàng của mình. Bên đây còn một kệ nữa. Tất cả sản phẩm nhỏ nhỏ mini treo. Đây. Sản phẩm của ông Xanh đèn chứng nhận mà xanh. Đây là những cái dụng cụ bảo hộ. Rồi mình dẫn các bạn đi một vòng ha. Đây mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng các sản phẩm của tỉnh. Nói chung là giới thiệu các bạn là mật ong thôi. Nãy là một quầy, chúng ta đi qua đây có quầy nữa. Đây là gian hàng ô cốp của tỉnh. Thì trong ô cốp thì chắc chắn là có mật ong rồi. Đây là sản phẩm mật ong bên mình nha. Có 3 sản phẩm. Thứ nhất là sư hiệu mật sáp, 2 mật ong miền Tây, 3 mật ong organic. 3 sản phẩm đều đạt chứng nhận ô cấp 3 sao của tỉnh Sóc Trăng. Rất là nhiều sản phẩm. Đi tiếp. Chị bán thì hợp nuôi đó vô.
đây gian hàng. Dạ có. Tiếp dạ. Đây làm lại chút đi hôm nay giờ. Anh ơi quầy này bỏ quầy quá nổi luôn nè. Vậy cho luôn. Bỏ tiền dùm luôn cho. Giao giao cho luôn đó. Giao cho á. Chứ bên anh tập trung khúc trước rồi. Giao cho okay. Em về. Ok, giao cho em ha. Ừ, bán lấy chiếc xấu nha, đừng bán đem về hết nha. Thôi nếu mình đổi mình tắt chiếc này uống nha. Hả? Đổi hàng đem về. Ok, được. Hôm bữa anh nói là ảnh đổi mật ong, ông lấy yến về tặng chị. Ủa rồi yến đâu? Nhưng mà từ đó sao không thấy ổng nữa? Tại anh không thấy yến, thấy yến là nổi rồi. Hôm qua nhắc rồi. Ừ, đã nhắc rồi. Không có nhắc. Bữa hổm anh với chị đi giao. Bữa hổm mà làm sẵn hết trơn rồi, đợi ổng ừ một cái thôi, không chịu ghen quá. Hồi về anh em qua cho. Em nghĩ là nên suy nghĩ lại đi. Dạ được rồi. Dạ. À, vô trong đó là khu trung tâm thương mại. À, cái hôm nào dẫn các bạn đi theo quá, chứ giờ đông quá, vô cũng ngại. Thôi nha, rồi à, mấy anh em nào có nhu cầu về việc bán hàng kinh doanh nhượng quyền hay tất cả những sản phẩm nào liên quan đến ngành ong, con giống thì có thể gọi cho mình số điện thoại 0977555620 hoặc hotline của công ty là 0944770088. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và có thể bấm chia sẻ hoặc subscribe kênh.